Agribank Mobile Banking cung cấp tiện ích chuyển khoản nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn. Chuyển khoản nhanh chóng chỉ trong vài giây, an toàn với mật khẩu đăng nhập và mật khẩu giao dịch, tiện lợi với chức năng lưu danh bạ chuyển khoản. Để chuyển khoản, đầu tiên quý khách mở ứng dụng điện thoại, chọn chức năng chuyển khoản. Quý khách nhập thông tin tài khoản thụ hưởng. Quý khách có thể nhập trực tiếp số tài khoản hoặc chọn số tài khoản đã lưu trong danh bạ tài khoản. Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản. Quý khách kiểm tra lại thông tin chuyển khoản trước khi nhập, yêu cầu xác thực giao dịch. Nhấn tiếp tục và giao dịch chuyển khoản sẽ hoàn tất trong vài giây. Sau khi kết thúc giao dịch chuyển khoản, quý khách có thể lựa chọn lưu số tài khoản nhận tiền vào danh bạ để tiện sử dụng cho những lần sau. Thật nhanh chóng và đơn giản, chỉ trong vài giây thì tiền đã được chuyển đến tài khoản người nhận. Hãy đăng ký dịch vụ Agribank eMobile Banking ngay hôm nay để trải nghiệm tiện ích chuyển khoản vô cùng nhanh chóng và dễ dàng.